Chồng con với con quen nhau là qua ô cửa sổ ạ. Ô cửa sổ ạ. Lúc đấy thì chồng con lại không có gọi con bằng tiếng, mà chồng con lại hú một cái. Hú à? Tại sao kêu người mà giống như kêu khỉ vậy? Hú bị mỏi chân ấy ạ. Thế là chồng con mới ngồi lên thành của cửa sổ. Thế lúc đấy là bố chồng con mới đi từ xa đến. Thế chồng con mới nhìn thấy ở bên đối diện ạ. Bố con đi đến, thế chồng con giật mình. Thế chồng con lại hốt hoảng quá, thế là mới kéo cái cửa sổ vào. Thế là chẳng may lại kẹp mất vào mông. Kẹp mất cái cửa sổ vào mông. Dạ vâng. Lúc đấy thì cũng đau lắm. Đau lắm nhưng mà không làm gì được. Không hú lên. Dạ vâng. Phải hú ghê hồn. Dạ vâng. Con xin tự giới thiệu, con tên là Thanh Hoa, năm nay con 27 tuổi. Hiện tại con đang là nhân viên văn phòng và con đang sinh sống và làm việc tại vùng đất xinh đẹp Quảng Ninh, Hạ Long ạ. Hạ Long. Hạ Long ạ. Hạ Long. Dạ vâng ạ. Đấy con. Dạ, xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Và cháu là Mai Xuân Trường, năm nay cháu 35 tuổi, hiện cháu đang công tác và ở Quảng Ninh luôn. Các công tác bên gì? Con học dược, năm qua con đang làm dược sĩ ạ. Dược sĩ, Nhưng mà hai đứa là trước đây chắc là quen nhau từ thời còn đi học hay là cơ duyên nào gặp nhau? Dạ vâng, có thể là chồng con với con quen nhau là qua ô cửa sổ ạ. Ô cửa sổ ạ? Ô là sao? Là hài sớm luôn. Không, hát liền. Ô cửa sổ, hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Đó. Tức là hai bạn ở trong xóm đúng không? Dạ vâng, bởi vì là lúc đấy là chồng con có đang trọ ở ngay cạnh nhà con luôn ạ. Dạ vâng, thì là trong đấy trong một buổi tối trời trong thanh gió mát thì con đang ngồi học ở trên tầng 2. Thì đúng vào đợt mùa hè thì con có mở cửa sổ với cả ban công cho nó mát. Thì chồng con lúc đấy cũng đang làm việc ở trên tầng 2. Thế là chồng con mới nhìn qua ô cửa sổ thì thấy có một cô bé đang ngồi học. Lúc đấy thì chồng con lại không có gọi con bằng tiếng, mà chồng con lại hú một cái. Hú là... Tại sao kêu người mà giống như kêu khỉ vậy? Dạ vâng. Vượng chứ kêu vượng. Dạ lúc đấy thì con thấy chồng con hú một tiếng đầu thì con cũng không để ý. Sau một lát sau thấy chồng con lại hú thêm 2-3 tiếng nữa. Con có nhớ cái tiếng hú đó như thế nào không? Chồng con chỉ hú lên một cái. Đó, thế là con mới bảo là con suy nghĩ ở trong đầu là sao tại buổi tối rồi mà lại không biết là còn có con gì nó đang hú. Thế con mới ngẩng đầu lên thì con thấy chồng con đang ở tầng 2 cửa sổ bên đối diện. Chồng con mới hỏi là em đang làm gì đấy? Ở trong phòng thì nó cũng hơi bị xa ấy ạ. Thế con mới không có nghe rõ thì con mới đi ra ngoài ban công ở chỗ cửa sổ. Thế con mới hỏi là anh hỏi cái gì? Thì chồng con bảo là em đang ngồi học bài à? Thế con cũng trả lời hồn nhiên lắm, con bảo dạ vâng em đang ngồi học bài. Thì lúc đấy chồng con với cả con thì cũng lúc đấy cũng đứng nói chuyện ở ban công ấy ạ, cũng rất là lâu. Một hồi lâu thì bố con ấy xem tivi đến mãi muộn thì mới đi ngủ. Thì mới nhìn lên trên tầng 2 là sao thấy hôm nay con gái mình học có vẻ muộn thế. Học muộn thế thì bố con mới đi lên trên tầng xem là không biết là hôm nay là con có nhiều bài tập hay là ngủ quên. Thì đúng lúc đấy là hai anh em đứng nói chuyện cũng khá là lâu thì chồng con đứng bị mỏi chân ấy ạ. Thế là chồng con mới ngồi lên thành của cửa sổ. Thế lúc đấy là bố chồng con mới đi từ xa đến. Thế chồng con mới nhìn thấy ở bên đối diện ấy ạ. Bố con đi đến, thế chồng con giật mình. Thế chồng con lại hốt hoảng quá, thế là mới kéo cái cửa sổ vào. Thế là chẳng may lại kẹp mất vào mông. Kẹp mất cái cửa sổ vào mông ạ. Dạ vâng. Lúc đấy thì cũng đau lắm. Đau lắm nhưng mà không làm gì được. Không hú lên. Dạ vâng. Phải hú ghê hồn. Dạ vâng. Lúc đấy thì không ra hiệu cho con là bố em ở đằng sau. Mà lúc đấy thì chồng con lại kéo cửa sổ xong rồi ngồi thụt xuống. Thế con mới nghĩ trong đầu là xích thao đang nói chuyện mà lại chạy mất. Thế con mới quay ra đằng sau thì con thấy bố con đang đứng ở đằng sau rồi. Thế con cũng giật nảy người ra. Con mới giật mình, con bảo là thế bố làm gì đấy? Thế bố bảo là thế học xong bài chưa? Đứng ở ngoài ban công làm gì đấy? Thế con mới lúc đấy con mới nảy số à? Con bảo là hôm nay nóng quá bố ạ, con vừa học xong con đứng ra ngoài ban công hóng mát tí. Bố con bảo là nếu mà học xong rồi thì đi ngủ đi không muộn. Thế con cũng bảo dạ vâng con đi ngủ. Thế là lúc đấy con mới chuẩn bị là tắt đèn đi ngủ thì chồng con lại ngoi lên. Đấy thôi bây giờ để chồng kể nè. Dạ. Chồng kể nè. Lúc bố lên thì con chỉ nhìn thấy bố lên ở đằng sau. Thế là con mới thấy vậy, mình mới ngại ngùng quá. Thế là mình đóng cái cửa sổ lại giống như vợ con nói đấy. Khi bố con xong rồi thì bọn con lại nói chuyện tiếp. Thế cái chỗ kẹp với nó có sẹo không? Dạ, không, nó chỉ đau và nó tí mới thôi. Chồng con cũng lúc đấy cũng mạnh dạn lắm. Cũng hỏi là em ơi em có dùng điện thoại không? Nếu em mà có dùng điện thoại thì cho anh xin số nhé. Con thì con cũng không có suy nghĩ gì đâu. Con cũng chỉ nghĩ đơn giản là hàng xóm thì mình cũng cho số. Thế là cho số xong thì khoảng tầm 5-10 phút sau con lên giường con đi ngủ thì con nghe thấy tiếng tinh tinh thì điện thoại kêu. Thì con mới thấy tin nhắn của chồng con bảo là đây là số điện thoại của anh thì em lưu vào nhé. Thế là con cũng vô tư lắm, con nhắn tin lại con bảo là dạ vâng. Thế con cũng lưu lại vào luôn.
Thế là từ đấy thì hai anh em cũng có nói chuyện, xong rồi thích nhau. Thích nhau. Con yêu nhau là được bao nhiêu lâu thì mới cưới nhau? Con yêu nhau là được 11 năm mấy ngày. 11 năm đi, thôi 11 năm thôi. Và có chia tay chi chưng gì không? Có, trong thời gian 11 năm thì có. Cái thời học cấp 3 thì bọn con không chia tay mà lên đại học. Và con đi học đại học thì lúc đấy sẽ có xảy ra nhiều thứ, mới cả là học xa nhà rồi nhiều cuộc sống rồi mọi thứ nó cũng thay đổi. Hai vợ chồng có những cái khúc mắc. Chia tay trong bao lâu? Bình thường hồi con đi học đại học ấy ạ, một tháng chia tay đến khoảng tầm 1-2 lần là chuyện bình thường. Nhưng mà cứ khoảng tầm 2-3 ngày sau chồng con biết là con kiểu gì con cũng sẽ nguôi ngoai, không có giận nữa, thì chồng con lại nhắn tin làm hòa. Thế là con với chồng con lại như là từ lúc như kiểu là yêu lại từ đầu ấy ạ. Đấy, cứ khoảng tầm dăm bữa nửa tháng lại chia tay. Rồi thì tụi con yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Là 11 năm đúng không? 11 năm đúng không? Lý do sao mà yêu lâu dữ vậy? Gia đình bên con có chấp nhận ảnh không? Bố con có ok ảnh không? À, thực ra thì nhà gia chồng con là ăn chay trường, còn con lại là người ăn mặn. Thì lúc đầu bố mẹ con thì cũng hơi lăn tăn một chút về cái vấn đề đấy. Nhưng mà về sau thì mình cũng có ngồi tâm sự với bố mẹ, thì bố mẹ cũng thông cảm, cũng hiểu, thì là bọn con mới tiến tới hôn nhân. Là như vậy ạ. Bây giờ con vẫn ăn chay à? Vâng, vẫn ăn chay trường luôn. Vâng, có lý do gì con ăn chay trường? Ăn chay trường luôn với chồng chưa hay là vẫn ăn mặn? Dạ, con thì thi thoảng thôi ạ. Nhưng mà con có thể tâm sự chút xíu tại sao con lại ăn chay trường? Cái cơ duyên con đến biết đến đạo Phật và ăn chay trường là cái năm đấy là con lớp 9 và sắp sửa lên lớp 10. Thì con ăn chay từ năm 2003 đến bây giờ. Thì lúc đấy cũng có cơ duyên là được mẹ hướng dẫn, rồi mẹ cũng bảo mình cũng đi chùa, rồi thế là từ đấy là mình thấy là có cơ duyên. Mọi thứ nó tốt đúng không? Nó tốt rồi. Rồi bây giờ là sau đó là con thuyết phục bố. Vâng. Thuyết phục bố là như bố an tâm để cho hai đứa cưới nhau. Vâng. Đúng không? Vâng. Và bây giờ tụi con cưới nhau rồi thì là hiện tại là chồng con có phải ở xa, có đi công tác ở đâu nữa không? Dạ, chồng con thì do là tính chất công việc, thế nên là sẽ phải đi đi về về giữa hai tỉnh ấy ạ. Con thì ở Hạ Long và chồng con thì lại hay làm việc ở như là Cẩm Phả hoặc là các tỉnh ở thuộc tỉnh Quảng Ninh ấy, như là Hạ Long, xong rồi đi Uông Bí, Đông Triều, thế nên là sẽ không có ở gần nhau nhiều. Thế nên là cũng đi như kiểu là đi công tác ấy ạ, thi thoảng thì mới về thôi ạ. Dạ vâng. Hai đứa có con chưa? Dạ, con mới được đang bầu khoảng tầm 4 tháng ạ. À, là đứa đầu tiên hả? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Không biết luôn á. Dạ vâng. Không biết luôn á. Dạ. Vậy là tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn con mới cưới nhau được từ tháng 12 năm ngoái đến bây giờ là được 6 tháng. Mới có 6-7 tháng rồi. Rồi. Ôi, dạ. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nghe. Cảm ơn. Thôi bây giờ mình tới cái phần kia đi. Vâng. Chồng đi công tác liên miên thế thì làm sao mà biết được cái tật xấu của ông ấy? Tật xấu nhỉ? Có thấy không? Dạ, thực ra thì bọn con yêu nhau lâu ấy, thế nên là nhiều khi tật xấu nó cũng có từ cái thời yêu nhau đến bây giờ nó vẫn duy trì ạ. Dạ vâng. Ví dụ như là chồng con ấy ạ, rất là hay kiểu cao su ấy ạ. Ví dụ như là con gái người ta đi chơi, người ta còn phải son phấn, người ta còn phải quần áo các thứ, thì người ta còn phải cao su để cho chồng hoặc là con bạn trai người ta chờ. Nhưng mà chồng con thì lại ngược lại. Con thì con son phấn, mặc váy đẹp, xong rồi xong xuôi hết tất cả các thứ rồi thì chồng con vẫn chưa thấy đâu cả. Hẹn là khoảng tầm 5-10 phút nữa anh qua anh đón em nhé. Nhưng mà con phải chờ khoảng tầm ít nhất là con phải nhân lên khoảng tầm nửa tiếng đến cả tiếng đồng hồ chồng con mới qua. Sao vậy? 10 lần là đấy. Chồng con là cũng chắc là cũng làm đỏ mới ạ. Vâng, đấy. Thế con ở nhà con làm gì mà trễ quá vậy? Con tính chất công việc ấy, nắm lúc công việc của con là làm kinh doanh mà. Có nghĩa là nó cũng liên tục trong ngày ấy, nó cũng không cố định giờ giấc giống như kịp, này. Đúng không? Vâng. Nhiều khi nó cũng kiểu bị động. Có gì nữa không? Gì nữa? Thứ hai con nghĩ là chắc là chồng con cũng liên quan đến thời gian ấy ạ. Chưa biết bố trí thời gian cho nó hợp lý. Ví dụ như là hai vợ chồng mà có đi công việc với nhau ấy ạ, thì chồng con sáng ra là ví dụ như là sáng ra phải chuẩn bị mọi thứ đi để đến giờ là mình chỉ có đi công việc với nhau có hẹn rồi, giờ giấc cụ thể rồi thì mình phải đến đúng giờ ấy ạ. Nhưng mà chồng con thì nhiều khi cứ ung dung ấy, cứ đi ra ngắm trời, ngắm mây, ngắm trăng, ngắm chim, ngắm hoa, ngắm lá, ngắm cây ạ. Xong rồi quay ra con hỏi là chồng đã chuẩn bị xong chưa để còn đi công việc, thì quay ra bảo con là anh chưa chuẩn bị gì cả, chưa quần áo thì chưa xong rồi, chưa làm cái gì cả. Đã nói người ta ăn chay mà mọi thứ vẫn cứ bình lặng, nhẹ như lông hồng, an nhiên tự tại. An nhiên tự tại. Vâng, đấy rồi. Và bây giờ mong muốn bạn này thay đổi điều gì? Thực ra thì thay đổi thì con nghĩ là cũng chồng con cũng đã thay đổi nhiều rồi ạ. Như là về thời gian ấy ạ, chồng con bây giờ là cũng mất cao su rồi đấy ạ. Cao su khoảng tầm 5-10 phút thôi. Chứ không như hồi xưa là đến nửa tiếng. Nói chung là 80% thay đổi. Dạ rồi vâng, chứ bây giờ con không còn mong muốn thay đổi gì nữa. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Rồi bây giờ tới con. Giữ yên như thế này nhá. Dạ. Ok, tới dạ. Rồi đó, bây giờ tới con đó. Và con nhiều lắm. Trưởng thành chưa hay vẫn trẻ con như xưa? Và con vẫn trẻ con.
Ví dụ mình tính trẻ con rồi. Trong một cái việc gì đấy, ví dụ vợ chồng đi cùng nhau này, hay là gặp trường hợp gì đấy chẳng hạn, thì vợ con hay có cái tính là cầu nhau và nổi nóng nhanh hơn. Kiểu mình cũng không điềm tĩnh để xử lý cái sự việc đấy, nó cứ bình tĩnh ấy. Cầu nhau hoài. Vâng. Vợ con này cứ giục phải là nhanh lên rồi chuẩn bị nhanh lên, thì con bảo là cái gì thì cũng cứ bình tĩnh rồi mình sắp xếp thì nó. Hai người nghe nhau. Vâng. Cái xong rồi từ đấy là thế là vợ cứ gây chuyện, nhưng mà con thì vẫn lúc vợ gây thì con này cũng không nói gì, con cũng để nhẹ 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 nhàng. Con nó có gọn gàng giống con không? Vợ con thì không. Vợ con thì dở lắm. Sao bộ không sao đâu? Tủ quần áo cho đến giường giết các thứ ngủ dậy thì chả bao giờ gấp. Vậy là cái người gấp cuối cùng là con. Vâng, vẫn là con. Nó trẻ con mà nó cứ nghĩ thôi, đằng nào tối ngủ. Vâng, gấp đúng gì cho mệt. Rồi con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con chỉ mong muốn vợ con là trưởng thành hơn và thấu hiểu hơn, và mọi việc là mình cứ bình tĩnh hơn nữa, để mình làm sao để cho cuộc sống của vợ chồng sau này cho nó tốt hơn và hạnh phúc hơn. Tại vì bác Giai là hơn con 8 tuổi, cho nên là bác Giai rất là chững chạc. Đó, rất là điềm tĩnh, rồi thêm ăn chay nữa, cho nên tâm tính rất là hiền, ổn định, hiền, đúng không? Thành ra là mong bạn gái là sẽ trưởng thành theo tỷ lệ thuận với bác trai, để mà sau này là khi em bé mà sinh ra đời đó, đó thì hai người sẽ cùng một nhịp để mà chăm cho em bé đó. Con thấy là có được không? Con yên tâm, làm mẹ rồi tự nhiên trưởng thành là con ơi. Rồi hôm nay nhân tiện là đến với chương trình Vợ Chồng Son, và đặc biệt là các bạn ở từ Quảng Ninh mà vào trong đây quay chương trình Vợ Chồng Son nữa, đó là một cái điều nó rất là tuyệt vời. Nhân cái cơ hội này thì không biết là thôi anh chồng đi, có cái điều gì muốn chia sẻ với vợ thêm không? Nhân chương trình này thì con muốn cầu hôn vợ con. Vâng. Như thế có nghĩa là cả mười mấy năm á, mà là lúc mà trước khi cưới mà anh ấy bận quá anh chưa cầu hôn con luôn. Dạ chưa. Tức con nghiễm nhiên là em phải là vợ anh rồi, anh không cần biết, nghiễm nhiên rồi, đúng không? Chưa cầu hôn. Trời ơi, vậy là hôm nay là dữ lắm nha con. Hành động đi. Rồi nói cái gì đi. Ôi trời ơi. Mình đứng lên em ạ. Anh muốn nói với em rằng là quá khứ, hiện tại và tương lai, anh muốn rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến về sau này, về già. Mong rằng là cho chúng ta làm sao sau này hạnh phúc và mọi thứ đều được tốt đẹp và bình an. Rồi đứng lên đeo nhẫn nè. Trời ơi. To quá con ạ, chói hết cả mặt. Hỏi đi. Em có đồng ý đi với anh đến suốt cuộc đời, đời không? Dạ, em đồng ý ạ, em đồng ý ạ. Ok đi. Ôi giời. Em tên là Ngô Liên Hoàng, năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, nhưng mà hiện giờ em đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Còn em? Còn em là Trần Thanh Thảo, em năm nay 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ủa vậy là Hoàng thì ở Hải Phòng. Em vô đây lâu chưa? Dạ, em vô đây được 8 năm rồi. Hèn gì mà không còn nói giọng địa phương nữa. Trời ơi, rồi hai bạn gặp nhau ở đâu? Yêu nhau như thế nào? Em là bạn của chị của anh Hoàng. Nên là ban đầu thì gọi nhau là chị em. Chị em. Vậy cái lúc đầu gặp thấy có mến mến không? Dạ, không có ấn tượng gì hết anh. Không có ấn tượng gì hết? Dạ. Lúc nào mới ấn tượng? Dạ, cái lúc đó là đi chơi ngày 30 tháng 4 anh. Thì em có rủ cái cô bạn đó đi chơi. Thì cô bạn đó nói là đi hai đứa con gái thì rất là nguy hiểm, cho nên là mời thêm hai anh con trai nữa để hộ tống. Lúc mà đi thì có hai người, cô ấy hỏi là bây giờ chọn ai, em không có thích anh kia cho nên thôi em đi với anh Hoàng. Đi với em Hoàng. Em Hoàng. Em Hoàng. Là em Hoàng. Dạ đúng, em Hoàng. Còn em Hoàng sao, lúc được chị chọn em Hoàng mừng không? Dạ cũng bình thường ạ, lúc đó chưa có ấn tượng gì nhiều lắm. Vậy mà bây giờ lấy được chị hay thiệt luôn á. Rồi cái điểm nào của chị mà em ấn tượng? Sau cái lần đi chơi ở Vũng Tàu thì em thấy là rất là dễ thương, nhất là có đôi mắt rất là tình cảm. Rồi tụi em yêu nhau bằng cái cách như thế nào? Em là người nhắn tin trước, em chọc phá trước, em mới nhắn một tin có biết ta là ai không? Anh không nhắn tin lại mà anh dùng điện thoại anh gọi lại luôn. Anh hỏi là biết sao không, Thảo phải không? Thì lúc đó là không còn gọi chị em nữa, tại vì em bảo mà bằng tuổi nhau thì gọi là tên đi hay hơn. Hằng ngày ảnh có nhắn tin thường xuyên cho em không? Dạ có, lúc mới quen thì khoảng 20-30 tin, lúc quen rồi thì nhắn cái số lượng nó nhiều hơn. Là khoảng bao nhiêu? Là 50 tin. Trời ơi. Tôi nè, tôi cũng đã từng nhắn tin cho người yêu của tôi trước đây, nhưng mà chưa bao giờ nhắn với một số lượng khủng khiếp như vậy. Lúc đó chắc cào thẻ chắc còn chỉ tay đúng không? Dạ, lúc đó khoảng 2-3 ngày làm hết một cái thẻ. Mà nhắn tin không đó hả? Dạ đúng rồi. Thực ra cái đó tự nhiên nó làm cho cái tình yêu mình nó lãng mạn hơn, đúng không? Dạ. Tại vì là thường thì những cái mối tình như vậy nè, thay lời muốn nói dễ hơn là nói thẳng. Dạ. Chị em mà, em hiểu không? Nhưng mà tôi thấy rằng các bạn rất là lãng mạn. Nhìn
cái kiểu nhật ký như vậy là tôi biết rồi, đúng không? Em có tặng hoa nhưng mà cái cách tặng của em có thể nói là nó không được bình thường lắm. Tặng hoa mà bất bình thường là sao? Đâu em kể coi. Lúc đó là em đang học Anh văn thì em nhận được cái tin nha, Hoàng đang sốt rất là cao, không có ai ở nhà hết. Lúc đó thì em rất là lo nên em mới xin thầy ra sớm 15 phút, không còn biết cái gì xung quanh đó, em mới chạy từ trên lầu chạy xuống rồi ra bãi xe lấy xe và vọt đi lên trên nhà để mua thuốc thôi. Lúc đó em đứng trước cổng trường em đợi á, nhưng mà không biết làm sao em không thấy bà xã em chạy ra. Em đợi lâu thiệt lâu rồi không thấy đâu nữa, em tưởng về nhà rồi. Cái em mới chạy về nhà bà xã em đợi cũng không thấy luôn. Cái em gọi điện là hỏi ủa Thảo đâu rồi, bà đứng chờ nãy giờ mà không thấy. Ủa Thảo chạy xuống nhà Hoàng mà. Bảo không, Hoàng đang đứng ở nhà Thảo nè, Thảo quay lại đi. Ủa lúc đó em sao? Lúc đó em dừng lại em nghe thì em mới thấy lạ. Em nói là ủa sao mà sốt cao mà sao lại bây giờ lại nói là ở nhà mình. Thế là em bối rối lắm, em quay xe lại là chạy về nhà. Thấy anh ta là đứng ở trước cửa nhà cười, với động cười rất là nhanh. Kiểu như là xí gạt được mình rồi, xong rồi cầm cái bông hoa xong rồi gãi cái đầu nói là thì tặng Thảo nè. Lúc đó là em không có tội gì là vui mừng hết mà em tức giận. Được rồi, đúng rồi. Đúng rồi, em chạy lên lầu đóng cửa lại cái đâm. Rồi anh làm gì? Lúc đó em chạy lên phòng theo, em đứng ngoài em đang nghỉ. Rồi có cuối cùng có mở cửa ra không? Dạ khoảng 45 phút sau mới mở cửa. Rồi mở cửa vô là tha lỗi liền? Dạ không, mở cửa vô rồi giận tiếp 2 tiếng đồng hồ nữa. Trời ơi, 2 tiếng 45 phút giận không vậy đó hả? Trong 2 tiếng đó em làm gì? Chào quét lết sẵn mà làm gì? Dạ đúng rồi, em lết từ chỗ này ra chỗ khác rồi, xin lỗi. Còn phải cái gì nữa chứ. Như vậy là cái quá trình hai bạn đã yêu nhau rồi. Sau khi mà tiến tới hôn nhân và sống với nhau thì em thấy ở chồng em có tật gì xấu? Dạ tật xấu là rất là hay quậu. Quậu trong tình huống trường hợp nào? Mọi lúc mọi nơi hay là lâu lâu mới quậu? Dạ ví dụ như lúc mà chụp ảnh cưới thì cả đoàn chưa có ai ăn uống gì hết. Thì lúc mà chụp những cái tấm ảnh đầu tiên thì cả cái đoàn chụp thì nói là chú rể ơi sao chú rể không cười. Em mới hít cái tay em mới bảo là anh ơi cười đi. Thì em nhìn cái mặt là em biết là chưa có chụp cho ăn á, cho nên là chưa có cười. Thế em mới nói là thôi mấy anh ơi cho em nghỉ đi rồi mua giùm em cái hộp sữa đi cho ông xã em uống. Dạ cười. Dạ cho bạn đẹp cười tươi rất là tươi. Trời ơi em làm gì nhớ cái Ngô con chị quá à. Rồi còn cái gì nữa đã nghe nói là dạ nuôi gà. Mà mỗi lần mà ảnh online lên mạng thì chỉ coi đúng một cái diễn đàn đó là cái này gà tre thôi. Lâu lâu thì em mới bực bội, em mới nói là tại sao anh lên trên mạng anh không tìm những cái quà hay những cái bộ đồ hay những cái đôi giày mà vợ thích anh tặng mà anh cứ coi một cái diễn đàn gà thôi. Thì anh mới nói là em ơi em thông cảm đi, sở thích của anh nó nhỏ xíu gì mà em còn ngăn cản thì tội cho anh lắm. Mà anh thì suốt ngày cứ đi ra chơi với mấy con gà thôi, gà lớn gà bé hay là trứng gà. Em có bao giờ mà bà xã bực đến cái nỗi mà bắt em chọn lựa giữa gà với tôi em chọn ai không? Dạ có chứ ạ. Rồi luôn hả? Chọn nhiều lần lắm rồi. Sao kỳ vậy? Nhưng mà em có cảm xúc gì với gà vậy? Nói cho mọi người nghe coi. Em không biết nữa, có một lần cách đây lâu rồi em lên mạng thì em thấy gà Việt Nam thì rất là đẹp nên là em ước sẽ có một vài con để nuôi. Thật ra mỗi người có một đam mê em ơi, cứ để đam mê gà đi cho chắc ăn. Gà này chứ còn gà móng đỏ là mệt. Đó. Đó là thật xấu của chồng em. Vậy thì anh hỏi em, thật xấu của vợ em là gì? Có chút chút thôi, đó là giận rất là lâu. Mỗi lần bà xã em giận là không có nói một câu nào hết. Dù em ăn thì đủ thứ, em nói các chuyện khác trên trời dưới đất nhưng mà không có nói hay là nhìn hay là trả lời em gì hết. Cái đó là cảm giác rất là khó chịu. Ngoài ra thì vợ em có hời hợt, có hay quên gì không? Dạ không, hời hợt quên là em. Như vậy là em có hay giận chồng em vì cái tật hay quên không? Dạ có, anh giận rất là nhiều lần. Giận rồi từ nhắc nhở, từ giận, từ la rồi vẫn quên như thường. Vẫn hay quên? Có một lần em nhớ là quên mà bỏ em ở quán chè, em ngồi rất là quê mà. Hai vợ chồng rủ nhau đi ăn chè. Thường thường em đi ra ngoài em mới hỏi là anh ơi bóp chưa? Rồi cái bóp á, bóp chưa? Cái bí. Anh ơi bóp chưa? Dạ. Rồi điện thoại chưa? Thường là anh hay sờ vào cái túi quần lắm. Thì có rồi thì nói là có rồi. Thì hôm đó em không có nhắc. Tới lúc ăn xong hết rồi kêu chị với lại tính tiền. Thì anh rờ em bảo là thôi chết rồi, cái bóp của anh đâu rồi? Rồi sao? Dạ rồi quê quá, em bảo chị ơi chắc em đi em quên rồi, thôi em cho em ngồi đây em chờ, em chờ đi để chồng em về lấy bóp trả tiền. Trời gì vậy Thuận? Hy sinh vì chồng quá. Coi như trường hợp này là gọi là thế chấp vợ đó phải không? Dạ. Bây giờ là cái mong muốn của em đối với ông xã là cái gì? Dạ em mong muốn ông xã em là cái tính quên đó thì bớt lại, khắc phục lại. Đó không phải là tính xấu nhưng mà cái đó là thiếu tập trung. Làm cái gì tập trung đó thì là nó sẽ khắc phục được cái tính hay quên. Còn ngược lại thì chồng muốn bà xã. Dạ muốn bà xã em là giận
ngắn ngắn thời gian là dạ. Thậm chí tôi đừng giận kệ vợ chồng mà sống nhau cả đời giận hoài mệt mỏi lắm. Em công nhận mỗi lần em giận em mệt rồi chồng em mệt luôn chứ bộ. Mình đâu sung sướng gì đâu đúng không? Đó. Nhưng mà sau khi giận thì em thấy em thương hơn á chị. À thương hơn. Đó thì anh mong rằng là sau khi giận em sẽ thương chồng hơn và em bớt chăm con gà thì chút xíu hơn để chăm vợ nhiều hơn. Có như thế thì hai vợ chồng sẽ thương yêu và sẽ còn sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Đúng không chị? Còn không á thì chia ra đi, ví dụ như đó, vuốt con gà 2-3 cái thì phải vuốt vợ 4-5 cái. Đó. Đúng không? Đó như vậy thì vợ chồng sẽ thương hơn chứ không nào. Tôi xin cảm ơn cặp vợ chồng. Xin cảm ơn. Trời đất ơi, chia ra mỗi đứa tụi tôi con heo coi, con heo hay con gì vậy? Con dạ, heo. Con heo đúng không? Trời ơi, thôi bây giờ mình khoan đoán tên, đoán tuổi đi. Mình đoán nghề đi chị. Em đoán nghề nè. Tiệm vàng chắc luôn. Dạ. Đúng không? Dạ sai. Sai. Dạ sai. Đây là của hồi môn. Của hồi môn. Ủa ta đang đoán nghề mà. Đoán nghề mà. Thì... À thợ bạc đúng không? Dạ. Sai. Sai nữa thôi chưa. Thôi em không đoán luôn. Sai. Em không đoán. Thôi bây giờ thay vì đoán thì hỏi thẳng luôn. Hai bạn tên gì, nghề nghiệp, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Nè, mời. Dạ chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Thì con tên là Phan Trấn Nghiệp, đến từ Vĩnh Long. Nghề nghiệp của con là kỹ sư tự động hóa. Nhưng mà hiện tại thì con về kinh doanh cùng với vợ. Vậy hả? Dạ. Con kinh doanh gì vậy? Dạ, kinh doanh online và bán ở nhà. À kinh doanh online, dạ. Bán đồ ở nhà, dạ, bán dạ. Vàng hay là bán gì nè? Em định nói. Em đang định nói. Con bán gì? Dạ bán đồ ăn, bán con, đồ ăn. Con tự được quyền giới thiệu về cái công việc của con để người ta biết chứ. Dạ vợ chồng con thì hiện tại là bán đồ ăn vặt, chủ yếu là bánh tráng phơi xương. Vậy hả? Dạ, trời ơi, rồi bữa nay từ Vĩnh Long lên đây. Dạ. Có mang bánh tráng cho cô với chú Thuận không? Dạ có. À, thấy chưa? Một chút mang lên luôn dạ, nha. Dạ. Và nhân đây là tôi cũng xin gửi gắm các cặp vợ chồng. Ai làm cái gì, ai có mang cái gì thì cứ mang trực tiếp lên sân khấu. Tôi với chị Một tôi là không có từ chối. Nhận và khui ra ăn tại chỗ luôn. Đó chị Một ha. Bánh tráng phơi xương em ơi. Nghe mà thèm nước miếng nhảy rong rong luôn á chị Một ha. Rồi bây giờ mời em. Khoan, nhiêu tuổi ta? Con nhiêu tuổi? Dạ 31 tuổi. 31. Dạ. Rồi. Mời vợ của dạ, Trấn Nghiệp. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Thì con tên là Đặng Thị Kiều Duyên, con cũng đến từ Vĩnh Long luôn. Thì nghề của con là giáo viên mầm non nhưng mà con cũng đã nghỉ. Và hiện tại thì con với vợ chồng con đang kinh doanh luôn là bánh tráng phơi xương. Ừ. Rồi coi như là trên mạng hả, đúng không? Làm TikTok đồ này kia đúng không? Đúng là dạ, con bán thì ở trên các cái sàn thương mại điện tử. Thì con bán, sau đó thì hiện tại thì vợ chồng con cũng mở một cái tiệm nhỏ tại cái nhà của mình luôn. Dạ, thì kinh doanh của tụi con cũng khá ổn. Ừ. Là có nhiêu tiền kinh doanh là con gom con mua gom hết luôn. Con mua hay là cái đó là cái của hồi môn mà hồi lúc mà con đám cưới rồi ba má cho. Nó ấm mức mua mày hỏi mới cho bằng được. Đó. Dạ thật ra con còn 10 chiếc vòng nữa. Nhưng mà tại vì là chị biên tập nó là đeo vô thì nó sẽ bị đụng với cái mic. Đây là đồ của hồi môn lúc mà đám cưới vợ chồng của con có. Vậy đó hả? Là má chồng cho hay là bên vợ cho hay là cả hai ba má cùng cho? À dạ, cái này là vợ chồng của tụi con là tự sống. Tức là hai vợ chồng khi mà đám cưới là tụi con tự bỏ tiền ra cưới, tự làm đám hết tất cả. Ba mẹ hai bên là chỉ việc lấy tiền lời rồi xài thôi. Trời nhưng ơi, dạ mời khách lại xong rồi có tiền lời rồi xài, còn tiền vốn thì tụi con bỏ. Là con lấy lại tiền vốn thôi, còn dạ, tiền lời rồi. Là kính biếu ba má. Hay dạ, quá. Wow, nó nghe nè, rồi nó gom nó mua đeo lên người nó hết thì nó không cho con đeo vậy dạ, chứ. Có. Có dạ, hả? Có kìa, có cái lắc kìa. Thấy cái lắc kìa. Mừng nè, thắc mắc nè, tại sao lại để một cặp heo, hai đứa là tuổi heo hay là đám cưới ngay chân tuổi heo? Dạ không có, tại vì hôm đó đó là đi mua vàng cũng gấp rút đó chú Thuận, chú Thuận. Xong cái đi ra người ta bán hết rồi. Xong cái chỉ còn có được cái này là con heo thôi. Mà tại vì cũng mình cũng muốn đeo con heo giống như là cho nó trọn trẻ. Dạ đúng rồi, nó sung sướng. Ra còn có cái này thôi, thôi lấy luôn. Cặp heo luôn, thời ghét quá được á. Về chắc mua cặp dê đeo quá. Lại em tui dê hả? Dạ em tui dê chị. Vậy chị đeo cặp ngựa. Đó, cặp ngựa. Hai chị em mình đeo dẫn chương trình nhầm son. Rồi bây giờ hai đứa hai đứa là bằng tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mạnh dạn đón luôn. Dạ. Hai đứa là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã nè. Quen nhau từ thời học sinh học sinh. Đúng dạ. Không? Rồi sau này rồi lớn lên rồi cưới nhau. Chú đoán gì đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ. Trời lâu lâu đúng được cái mừng muốn xỉu. Thiệt luôn á. Dạ vợ chồng tụi con thì đồng hành tới nay là 19 năm rồi. Dạ là từ hồi thời lớp 8 thì con chuyển trường ra là học chung. Học chung xong rồi là chơi thôi, chỉ là bạn thôi, bạn thân thôi. Thì tụi con mới yêu nhau và đám cưới tới nay là 6 năm, mới 6 năm đây thôi. Còn bạn với nhau, chơi với nhau thân luôn á là từ hồi thời mà lớp 8 tới nay luôn, là tính ra là 19 năm rồi. Là tổng cộng cả cưới rồi cả quen luôn dạ, là 19 năm. Từ lớp 8 tới nay luôn. Vậy là lúc lớp 8 là Trấn Nghiệp đã để ý cô gái này
và làm cái đuôi theo đuổi cổ đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đầu giờ nói cái đó cổ làm sao? Đâu bây giờ phải nói cái cảm giác của con á, khi mà bắt đầu vô cái lớp học đó là năm lớp 8 đúng không? Dạ. Hai đứa vô cái năm lớp 8 đó rồi con nhìn thấy vợ con lần đầu tiên á, là cái cảm giác con nó làm sao, nó rần rần sao mà con đeo tới bây giờ luôn. Năm lớp 8 là con học trước gần nửa năm rồi vợ con mới chuyển trường ra mới vào lớp của con. Thì ấn tượng đầu tiên thì nè, vợ rất là dữ. Dữ hả? Dạ. Mới vô lớp, cái gu của là phải gái dữ hả? Dạ, tại vì mới có cái gì đó trong kia mới chuyển ra đây. Thì là hồi lúc đó là vợ con mới ra là tầm 5 ngày, 7 ngày là có đánh nhau. Đánh với mấy chị lớp 9. Trời đất ơi, một mình nó hay là nó có bè có cánh để mà quánh với mấy chị? Mình à. Bữa đó đang học trong lớp, tự nhiên cái bên mấy chị lớp 9 kéo qua đâu mấy người qua cái vào rồi sắp nó cài đánh là nhau. Một mình bà đánh với nguyên một dàn bài rồi. Chị lớp 9 rồi con có can ngăn không? Không, con sợ quá ngồi không. Trời ơi. Rồi bữa đó có xúc tay gãy gọng gì đó? Dạ, bữa đó là tự nhiên đi qua xong rồi lúc đó mình chuyển trường, mà cái thời đó người ta gọi là cái thời thủ nhi với cô chú, giống như thấy người ta chuyển trường ra rồi giống như là lại rồi nó kiếm chuyện vậy đó, xong rồi đánh con thì con đánh lại, mà trong khi đó là hả ổng là bạn thân của mình á hả, mà ổng ngồi ở trong cái góc ổng nhìn vậy nè, ổng nhìn vậy nè, ổng không nói một tiếng nào hết. Dạ xong đó rồi bắt đầu cái thầy cô xuống thì mới đầu giải tán xong á, cái tới cuối giờ đi về cái giả mới hỏi con chứ hồi nãy mày bị quýnh ở đâu vậy? Mày bị quýnh đau không? Nói rồi nãy sao mày không binh tao? Trời ơi tao hết hồn quá, tao sợ quá. Lúc đó là đang chơi thân. Dạ, mà lúc đó là đã để ý rồi mà con đâu có biết. Lúc đó là chỉ là chơi, là mày tao bạn bè là chơi với nhau rồi chiều đi về, rủ nhau đi về chung vậy đó. Mà sau này hỏi ra con mới biết là để ý từ cái lúc từ lúc con mới vô luôn. Người ta đó là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Còn này là thấy chuyện bất bình nhanh chân giọt lẹ. Đó là ổng đó. Tiêu. Mà bữa đó mình con quýnh mấy người? À, con nhớ đâu như 3-4 người đó, mấy chị lớp 9. Xong cái qua nói là em chuyển trường ra đây mà tại vì chị không có thích em đó. Xong cái bắt đầu đánh con. Rồi cái bắt đầu đánh xong rồi con đánh lại xong cái bắt đầu thầy cô xuống thì cũng không có thương tích gì hết. Không có gì nặng hết. Dạ như kiểu như là xô qua xô lại đánh vậy đó. Rồi xong rồi cái đi về xong rồi có bị chặn đường quýnh tiếp không? Dạ không. Xong rồi tại vì con cũng có đáp trả đó, cho nên chắc là con nghĩ là nhiêu đó rồi cũng thôi. Xong rồi về con mét mẹ. Con mét mẹ con. Rồi dạ. Mẹ sao? Xong rồi mẹ vô mẹ kiếm. Mẹ vô tới nhà luôn, mẹ kiếm, mẹ hỏi tại sao đánh này kia gì đó. Xong rồi phụ huynh ở bên đó người ta cũng nói là con người ta đánh trước thì có lỗi vậy đó. Rồi xong rồi hai chị em xin lỗi qua lại rồi thôi đi học tiếp. Rồi. Dạ rồi. Nhưng mà lúc đó là hai đứa là trong tình trạng là mày tao. Đúng không? Dạ, rồi đến khi nào thì mới thấy cô nàng này coi như là nổi bật lên và chuyển cái cách xưng hô? Dạ tới giờ cũng còn. Tới giờ vẫn còn luôn. Vẫn là mày tao luôn hả? Ủa vậy nhưng mà lúc nào thì con cảm thấy là con rung động với vợ con, xong rồi con tỏ tình với vợ con? Đó. Đó là cái lúc đó là con đi học đại học rồi. Tại vì ở xa. À như vậy là cái thời tuổi trẻ là chỉ là bạn bè thân với nhau thôi. Mà thích nhau á. Đó lên có nghĩa là sao cũng phải là 6-7 năm. Dạ. Đúng không? Lên đại học 6-7 năm. Thì lúc, ủa nhưng mà tại sao lúc đó là có biết bao nhiêu cô gái đó mà con không theo đuổi mà con lại theo đuổi cái cô gái mà mình gọi bằng mày mỗi ngày? Cái này cũng không biết nói sao. Con biết không? Dạ. Tại vì á, cái lúc đó là khi mà tách ra rồi thì ai cũng có quen hết trơn á, ai cũng có tìm bạn trai bạn gái riêng như mình hết á. Xong cái nhưng mà tụi con vẫn giữ liên lạc, tức là ví dụ như đi về chồng con đi về từ ở đi học về cuối tuần về là vẫn chở con đi ăn, vẫn rủ con đi ăn nha, đi uống trà sữa đi ăn, vẫn là mày tao bình thường, mày rảnh không tao rủ mày đi ăn cái này, tao rủ mày đi ăn cái kia. Dạ xong rồi tới lúc đó là con lúc mà con nghỉ dạy á, con nghỉ dạy thì nói chung tất cả mọi chuyện của con ở dưới Vĩnh Long con đều nhắn tin, con chia sẻ, tại vì là một cái người bạn thân với mình mà, con đều nhắn tin là con chia sẻ. Thì con nghĩ chắc là trong cái khoảng thời gian, tại vì cái khoảng đó con rất là khó khăn, từ khi mà con nghỉ dạy xong là coi như là con bước ra con kinh doanh, thì lúc đó là con buôn bán quần áo, rồi con bán mẹ con với mẹ con là bán quán nhậu, sáng là con phải thức dậy con bán cơm, xong rồi là tới trưa là con bán cơm phần, tới chiều là con bán quán nhậu, rồi con mở shop quần áo, tức là con làm đủ mọi thứ để con kiếm tiền, tại vì con đam mê kinh doanh, con không thích đi dạy nữa. Cái sau đó là mà nó thất bại đi, mình không có kinh nghiệm, mình làm không thành công, xong mình thất bại thì tất cả mọi thứ con đều chia sẻ hết, cứ là tối về nằm buồn là con lại chia sẻ là nhắn tin á. Dạ đúng rồi tin. Dạ như tao cảm thấy như vậy đó, nhưng mà tao vẫn quyết định là tao làm tiếp, như mọi chuyện mình chia sẻ cô chú, coi nhiêu nói hết trong nghe. Dạ đúng rồi. Dạ bao nhiêu mình nói hết luôn là mình không ngờ. Dạ đúng rồi, chắc là từ lúc đó con nghĩ là chắc lúc đó là ổng mới bắt đầu, tại vì lúc đó cũng ở trên chảnh chả cũng có ghệ mà. Dạ cũng có ghệ rồi, không biết là xù khi nào đó thì không biết, là bắt đầu mới quan tâm lại tới
Nhưng mà đúng không, từ lúc mà bạn tâm sự lúc đó con mới cảm thấy con, dạ, con yêu đó đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó con đang làm cái gì? Dạ, lúc đó con làm ở công ty ở ngoài Bình Dương á. Cái làm cái nghề của con đó phải không? Kỹ sư đúng không? Dạ. Rồi lúc nào thì con chia tay bạn kia để chuyển hẳn qua bạn này? Lúc đó là lúc không, lúc con bị người ta chia tay là ông chủ động chia tay người ta. Không, hai người thấy không hợp nữa thì chia tay. Lạnh nhạt đó, dạ, em. Đó, dạ. Tự nhiên bây giờ trong đầu mình nó có một cái người phụ nữ khác, cái lạnh nhạt. Dạ. Đêm ngày nhắn tin sẽ chia sẻ. Đó, đó rồi bên kia chia tay luôn. Cái người kia cảm thấy ủa sao anh lạnh nhạt, cái tôi lạnh lại. Đó, lạnh qua lạnh lại chia tay đúng không? Rồi xong, rồi sao đó, rồi mỗi lần mà người ấy chia sẻ với mình, rồi mình an ủi động viên chia sẻ với cô ấy như thế nào? Có ngọt ngào không? Không, tức là em hỏi cái lúc mà bên kia chia tay rồi đó. Không có bày tỏ với cô này thì nhắn tin làm sao? Đó. Cái lúc mà bày tỏ tình cảm với cô ấy thì nhắn tin làm sao? Dạ, anh thì... cho anh xin phép được chuyển từ tao thành anh được em. Đúng không? Hoặc là anh yêu em, hoặc là người yêu ơi, nàng tiên của anh ơi, ví dụ vậy. Lúc con nhắn, con nhắn ngọt ngào không? Dạ không. Cái nhắn sao? Con nhắn bình thường, mày tao bình thường chứ. Nhắn sao nhớ không? Sao đâu nguyên câu đó. Thì nói chung là cái lúc mà con nhắn tin mà để tỏ tình á, nhắn là nói là tao yêu mày. Trời. Trời ơi, không cũng vui quá ha. Tới giờ còn mày tao mà. Dạ. Tới giờ vẫn còn mày tao. Quen rồi. Rồi khi mà nhận được cái tin nhắn đó, rồi con trả lời sao? Dạ, cái lúc đó là con đang đi làm, con đang đi làm xong rồi. Là cô giáo đó đúng không? Dạ không, đó là con thất bại rồi. Tức là con thất bại cái nghề làm ăn rồi, con mới đi làm cho chỗ khác nữa. Con đang đi làm theo ca đó, làm theo giờ xong rồi con mới kêu là bây giờ con không dám về. Con không dám về thì con mới nói là bây giờ nếu mà chạy về Vĩnh Long thì xa quá, tại lúc đó con đang làm ở bên Cần Thơ. Xong cái chồng con mới nói là bây giờ mày đó đi, tao về tao rước mày từ ở trên Bình Dương á. Cô chú biết không, xách chiếc xe Honda chạy về tới ở dưới Cần Thơ á, đặng rước con đi về Vĩnh Long. Mà xong cái rước mà trước khi rước con á là có nhắn tin gì nè, nói tao á chạy mình tao lạnh lắm, ngồi sau là phải ôm tao mới chạy được. Xong cái lúc đó là con cũng nghĩ là giỡn thôi, tại vì mày tao từ hồi nào tới giờ. Xong cái vợ trở về chưa đi về nữa, hỏi mày coi phim không, cái con mới nói giờ này tối rồi, 8-9 giờ coi phim, chừng nào về bánh nó chút hà vô coi phim. Cái bắt đầu ngủ vô coi phim, trời ơi, ta nói con đầu coi phim hài nhưng mà chả đầu coi phim kinh dị. Đó đúng rồi, để chiêu đó, để chiêu đó chị. Dạ, dạ. Chiêu biết xong, hết trơn. Đi vô coi phim kinh dị nha, con nói con nè nào sợ á, dựa vô đây nè. Con nói trong bụng trời ơi thằng này sao bữa nay xến xúa dữ ta, sao tự thằng ngày đâu có vậy đâu ta. Xong cái bắt đầu lúc đó là về đó, đưa con về tới nhà, xong là tối khuya nhắm 12 giờ đó mà còn nhắn tin nói tao nói cái này mày đừng có giật mình. Con còn nhớ nó hỏi mày nói gì, mày nói đi làm sao. Thật ra tao yêu mày. Trời ơi, một cái lời tỏ tình mà thiệt nó thẳng thừng như vậy luôn đó chị. Không có một chút gì rung động luôn á chú Thận. Nhưng mà thật chú hỏi thật nghe, vô con có nhớ cái ngày hôm đó cái nội dung phim nó chiếu gì không? Dạ không. Không nhớ được. Sao mà nhớ? Chị tập trung bên này thôi. Nhưng mà lúc mà bạn tỏ tình là tao thích, tao yêu mày á, thì con trả lời sao? Con nói mày bị điên hả? Vậy đó hả? Dạ. Chứ không trả lời là tao đồng ý hả? Dạ không, con đâu có biết là chồng con nói thiệt đâu. Nhưng mà con có cảm nhận rằng là đó là một cái lời tỏ tình của một thằng bạn của mình không? Dạ chưa luôn, có nghĩa là nó quá bất ngờ đi. Có nghĩa là tự nhiên nó mới rước mình về xong rồi cái bắt đầu đi ăn xong đi coi phim xong rồi về. Cái nó nói mình vậy con cứ nghĩ là thằng này là nó giỡn thôi. Thằng này chắc là thằng này nó giỡn rồi, tại vì mình cũng biết là nó đã chia tay cái người yêu của nó rồi, chắc là nó giỡn với mình thôi. Thì con chỉ nghĩ vậy đó. Nhưng mà không ngờ bắt đầu từ lúc đó là ổng quay xe nha. Ổng quay xe bắt đầu là thái độ là thay đổi, là chuyển thành là một cái người yêu luôn đó, chứ không còn là bạn nữa. Và đi sợ đi ra hẹn mình đi ăn là những cái thái độ ân cần lắm, chứ không phải là như lúc trước nữa. Thì lúc đó con mới cảm nhận rằng là à thì ra là ông này ổng nói thiệt. Dạ ổng nói thiệt. Xong rồi lúc đó con cũng đang có bộ luôn. Dạ nhưng mà xong rồi cái giống như là bên kia mình cũng không có thấm thiết, cũng như mình mới tìm hiểu thôi. Nhưng mà cái người này thì mình đã thân thiết quá rồi. Dạ. Ví dụ như giờ đi ăn đi, con nhìn thôi là chồng con biết là con muốn ăn món gì trong cái menu đó, hay là con muốn uống cái nước gì là nó sẽ kêu trước. Thì những cái mà người ta hiểu mình như vậy thì nó hơn là trong cái khoảng thời gian mình phải tìm hiểu cái người kia nữa. Dạ, nói tóm lại là sau bữa đó là hai đứa chính thức yêu nhau đúng không? Dạ đúng rồi, hai sau bữa đó là bắt đầu để ý, bắt đầu mới có cái để ý rồi mới bắt đầu là từ rồi mới quen dần với cái mối quan hệ là yêu đương. Chứ lúc đầu thì con vẫn nghĩ là bạn thì đương nhiên rồi thì phải từ từ chứ. Dạ. Rồi xong cuối cùng là hai đứa làm sao là yêu, lúc đó con ở trên Bình Dương. Dạ. Rồi vợ con dưới Vĩnh Long. Dạ đúng là rồi. Yêu xa luôn hay dạ. Sao đúng rồi, lúc đó con yêu xa bao lâu? Bình Dương dạ cũng mấy năm, 4 năm chú. 4 năm trời rồi. Với lại dính ngay cái đợt dịch con bị trong công ty hơn nửa năm nữa. Hai năm dịch.
Dạ. Ngay rồi chị tỷ 16 thôi, còn ở trong công ty. Rồi khi được thả ra hồi đó, rồi hai đứa có sống chung với nhau không? Chừng nào sống với nhau? Chung. Có, tụi dạ. con có, tụi con có sống chung với nhau là trước dịch. Là cái năm mà bùng dịch luôn đó, là trước đó là hai đứa tụi con ở chung với nhau, là lúc đó là quyết định là đi lên Sài Gòn, là con quyết định con đi học make up để mà con về con có một cái nghề. Thì khi mà con đi lên là hai đứa quyết định là con lên Sài Gòn, thì chồng của con là ở dưới Bình Dương, thì đang ở Bình Dương mới dời lên Sài Gòn chung với con luôn. Là mỗi một ngày chồng con phải đi làm từ Tân Phú chạy ra tới Bình Dương rồi tối đi về, là tụi con sống khoảng một năm. Khi mà tụi con học xong ra nghề luôn á, ra nghề make up luôn, là con ở tụi sống khoảng một năm. Thì bùng dịch luôn, là bắt đầu con mới về quê trước. Còn chồng con thì bị nhốt lại ở trong Bình Dương 2 năm tại vì dịch đó. Không cho ra khỏi công ty cũng không về được. Xí, anh hỏi, chú hỏi cái câu này, chú muốn đào bới lại chút xíu nha. Từ mày chuyển qua thành anh em ha. Rồi bây giờ, từ cái thân mật á, người từ bình thường là nó rất là bình thường, nắm tay va chạm nó rất bình thường, nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên á, nó như thế nào? Cái nụ hôn đầu tiên nó diễn ra như thế nào? Mà nó có lãng mạn không? Chắc hài dữ lắm chứ lãng mạn gì. Hai đứa bạn chơi nhau từ nhỏ hiểu không? Cái tự nhiên giờ hung kỳ ấy. Không môi đâu. Không môi đâu. Rồi lúc làm sao đâu kể cái chắc vui lắm á. Cường kể hay là vợ kể đây? Thôi cho vợ con kể. Sao nhớ không? Dạ bữa đó đó con nhớ là bữa đó là đưa con đi về. Bữa đó đưa đi về, đi làm, con đi làm xong rồi rước đợi rước con về thì cũng tới 9 giờ con mới tan. Xong rồi con mới đi về, cái đưa về tới nhà. Đưa về tới nhà, cái xuống cái con kêu gọi về đi. Cái bắt đầu đứng hoài luôn mà, đứng mà dòm vậy nè. Dòm vô trong nhà coi mẹ con ở đâu. Cái bắt đầu con nói, ủa, con mắc cái gì mày không về? Mày đứng hoài vậy, mày đi về cho tao đi vô nữa. Chứ, cái nói, lại nó nghe nè, lại đây nó nghe nè. Cái cậu nói, cái vụ gì thì nói đi. Lại đây, cái bắt đầu lại, cái bắt đầu á hả, chả hung một cái, bắt đầu cái đề xe lên xe đi về mất tiêu luôn. Mà hung má hung môi? Dạ đi hung môi xong rồi về mất tiêu luôn. Mà nhanh không? Chớp nhanh luôn, chớp nhón. Làm mà tao nói chưa kịp nhìn nữa là ở đây đề xe là đi về mất tiêu luôn rồi đó. Cái đó là hửi môi chứ không hung. Hung giống như là hung lén xong phải chạy liền, nó sợ rồi nó thay đổi ý kiến, nó quýnh cái gì đó, nhiều đóng dấu gì đó. Đúng rồi. Ủa nhưng mà lúc đó là đã thân mật lắm chưa? Dạ lúc đó là có nghĩa là đã quen rồi, đã quen với cái mối quan hệ là mình yêu nhau rồi chứ mình không còn là bạn nữa. Dạ nhưng mà thì từ nào giờ mình đi chơi thì mình cũng nắm tay, mình cặp kè rồi là chuyện bình thường. Nhưng mà hai đứa bạn mà để mà hung nhau á là nó là một cái chuyện đó, nó rất là hề hước. Dạ đúng rồi, nó hề hước. Nhưng mà cái lúc mà nó phóng xe đi rồi, lúc đó con đứng lại cái cảm giác con sao? Dạ mà con lúc đó con thấy mắc cười, nó con thấy là mà thì mắc cười tại thiệt. Vì dạ mình biết là chồng của con á là một cái người nó không có một chút gì lãng mạn, nó cũng không có một cái gì mà tình tứ gì hết á. Nó thiệt thà sao nó vậy đó. Tới chừng mình thấy hung xong mới mắc cười, xong biết lắm về mở điện thoại ra thấy làm sao. Hỏi con thấy làm sao rồi con nói thấy con sao? Nói không thấy gì hết trơn, chưa kịp gì trơn, chảy mất tiêu rồi. Tại nhanh quá. Dạ để bữa sau làm lợi nha. Còn bữa đó con về con ngủ được không? Về đó bữa đó con nhắn tin cũng cả đêm. Cái chưa đâu ngủ được đâu đúng tê không? Tê tái luôn đó. Sau cái nụ hôn đó là cái cảm xúc về bạn này là khác hẳn đúng không? Dạ. Không có giống như ngày đi học nữa đúng không? Dạ. Tự nhiên giờ có một cái gì đó nó ngộ ngộ đúng không con? Đúng không? Thấy nó lạ lạ. Lạ. Như vậy là... Sau đó là hai đứa dọn về sống chung á đúng không? Dạ đúng rồi. Sống chung mà có làm ăn chung không? À dạ không, lúc đó thì tụi con chưa có kinh doanh như bây giờ. Cái nghề của tụi con là tụi con mới phát triển là từ hồi hết dịch á, là khoảng một năm nay thôi. Còn hồi lúc đó sống ở trên Sài Gòn là con ban ngày thì con đi học make up, còn chồng con thì đi làm ở Bình Dương. Xong rồi cái tối về thì hai đứa là mới ở chung là đi vòng vòng rồi chơi gì đó. Thì để con học xong cái make up của con á thì con tính là ra nghề. Sau đó thì con cũng mua máy, mua ảnh các kiểu để tính là chồng con là sẽ không đi làm nữa. Chụp hình. Thì dạ đúng rồi, chụp hình. Đó, hai đứa là dự tính như vậy. Nhưng mà cuối cùng á là cái nghề nó không chọn mình. Dạ cuối cùng là mình bẻ xẻ. Tức là hai đứa hùng với nhau. Lúc đó là ông nghỉ Bình Dương. Dạ lúc đó về vẫn chưa đỉnh... Tại vì tụi con không có vốn. Tức là chồng con phải đi làm rồi mới sắm đồ từ từ. Tại vì máy ảnh đồ thì nó mắc lắm, mấy chục triệu lận. Rồi đi làm sắm từ từ với mỗi lần là lãnh lương sẽ sắm cái ít vậy đó. Rồi cuối cùng lại là không được. Dạ đúng rồi, cuối cùng thì lại là không làm. Thì nói tóm lại là hai đứa quen nhau vậy là gia đình rất là đồng ý đúng không? Có ngăn cản gì không? Dạ lúc đầu thì bên ba mẹ con cũng nói là giống như là bạn bè mà để mà giống như mẹ con cũng khuyên là
thí dụ như phải suy nghĩ cho kỹ. Tại vì á, từ một cái bạn á, mà mình lên tình yêu thì được, nhưng mà từ cái tình yêu á, mà mình hạ xuống làm cái tình bạn á, thì không được. Mẹ nói thí dụ như đừng có nghĩ là tại vì mình mến nhau quá rồi mình đến với nhau, phải thật sự là yêu nhau. Mẹ nói á, là nếu như mà mày không khéo á, là coi như mày với nó không còn làm bạn được. Thì nếu như mà ông ấy thì từ chối khéo. Mẹ nói vậy. Còn nếu như mà xác định mà đã yêu rồi á, thì là hai đứa đi luôn. Tại vì cũng hai bên cũng biết nhau hết trơn rồi. Là có nghĩa là xác định rồi á, là hối đám cưới luôn đó phải không? Bên ba má con cũng vậy gì? Dạ. Tại vì gần nhà cũng gần. À dạ. Vậy hả? Rồi vậy là sao? Cái đợt đó là cưới luôn hả? Hay sao? À, dạ không. Tức là tụi con quen nhau cũng tới nay cũng từ lúc yêu tới nay chắc cũng 6 đến 7 năm rồi. Mà tụi con mới cưới hồi tháng 9 năm rồi à. À, dạ. Mới đây thôi. Dạ đúng rồi, tụi con mới cưới đây thôi. Tức là tụi con là chỉ có về Sài Gòn, về tụi con về thành phố Hồ Chí Minh là làm chung cái công việc làm make up với là nhiếp ảnh thôi đúng không? Hay là sau đó là có quay lại Sài Gòn nữa? Dạ không, từ cái đợt dịch đó là con học ra nghề xong là tới đùng dịch luôn. Đùng dịch luôn thì là lúc đó là con mới về quê. Còn chồng của con thì vẫn tiếp tục, vẫn đi làm ở Bình Dương. Bình Dương. Tại vì định đi làm là kiếm một số vốn nữa thì mới về. Tại vì đồ dụng cụ mua rất là nhiều tiền. Cái sau đó thì đi làm ở Bình Dương là chồng con ở đó luôn, coi như là không có về được luôn. Thì con ở dưới này thì bắt đầu là dịch tới thì con mới bắt đầu buôn bán. Thì dịch cái bắt đầu con mới nghĩ thấy là buôn bán đồ ăn được quá, thì mới đầu con mới nhập cơm chế trà bông, con nhập bánh, con đi giao ở vòng vòng nội ô vậy đó. Rồi xong rồi bắt đầu con mới chuyển qua là mình nhập bánh tráng. Thì từ lúc đó là con bắt đầu bán trên những cái sàn TikTok rồi đó, là bắt đầu con quay, con like, lúc đó là bắt đầu con phát triển. Thì khi đó là con bán một ngày cũng vài trăm đơn. Thì lúc đó thì chồng con vẫn ở Bình Dương hỗ trợ. Tức là chồng đi làm xong rồi tới khuya vẫn lên máy tính làm đơn. Làm đơn xong rồi gửi cái mã đơn đó về cho con để con in ra con dán lên hàng. Đó, tức là hai đứa đồng hành với nhau như vậy. Thì cuối cùng là hết dịch thì có hai đứa mấy bạn bè nó là làm cho người ta hoài thì cũng vậy. Thì cái mộng của hai đứa là mình muốn khá hơn, mình muốn phát triển hơn. Thì bắt đầu là quyết định nghỉ. Thì lúc đó là chồng của con mới nghỉ luôn. Tức là hết Tết, vừa Tết lãnh tiền công ty rồi xong là nghỉ luôn. Là hai đứa bắt đầu về làm luôn. Làm luôn tới nay. Đến đây luôn. Được. Dạ, lúc đó là tự nhiên mình lại quyết định mình nghỉ một cái công việc mà trước giờ là mình làm. Mà bây giờ mình nghỉ thì mình chuyển một cái công việc, đó là đi làm phụ vợ mình. Đó. Lúc đó có cảm thấy tiếc nuối không? Dạ. Có đắn đo không? Đó. Không có. Tại từ lúc mà con nghỉ còn làm tới lúc nghỉ là cũng gần nửa năm mới quyết định. Tại vì lúc đầu thì ngày làm mình làm chỉ có vài chục đơn thôi. Thì con vừa gửi đơn về cho vợ ở đây cho đóng đơn để gửi cho bên vận chuyển. Thì từ từ cái số lượng đơn nó nhiều lên ngày 300, rồi 500, rồi 700. Rồi vợ con làm đâu nổi nữa. Nên hai đứa mới bàn bạc là thôi quyết định là nghỉ công ty để lấy số vốn nó về. Rồi bây giờ trung bình là ngày nhiêu đơn? Dạ, một bây ngày giờ hiện nè. Tại bây giờ thì có ngày ế thì cũng 300, 500, còn ngày được nhiều thì cũng 1.000 hơn. Cả ngàn đơn luôn. Không lẽ giờ chuyển qua bán bánh tráng độn như thiệt có thiệt á. Bánh tráng phơi sương. Bánh tráng phơi sương, ha. Cái khoảng thời gian mà hồi năm ngoái là cái khoảng thời gian đỉnh điểm là cái món mà nó hot lên á. Là một ngày tụi con nổ 5.000, 7.000 đơn. Trời sao mà chạy kịp? Dạ, nhân viên của tụi con là 20 mấy đứa. Nhân viên là tụi con tuyển liên tục 20 mấy đứa. Tuyển xong rồi nghỉ, tuyển xong rồi nghỉ, đặng là phải chạy. Nhưng là người ta làm chạy đơn như mình nó làm không nổi luôn á. 20 mấy người mà lúc đó làm là từ sáng là tụi con là 7 giờ là con đã mở ra con phải làm. Con kéo cho tới tối 8 giờ là mới bắt đầu đóng. Là con cũng sợ hàng xóm mà cái tiếng băng keo á nó kéo, con sợ hàng xóm người phiền ta thương. Dạ đúng rồi, phiền hà mình á. Mà thôi vậy chúc mừng hai đứa quá rồi. Có nghĩa là bây giờ tụi con á, cuộc sống á, là đầy đủ ha. Rồi có thể lo được cho gia đình hai bên luôn đúng không? Đó. Thôi. Rồi thôi giờ vô cái phần kia vô đi. Vô kia đi chị ơi. Như vậy là vui vẻ quá rồi. Như lại Thanh Mai Trúc Mã là cũng hiểu nhau quá rồi. Thì chắc về nhà ở với nhau. Mới 9 tháng chắc chưa có tật xấu gì lòi ra đúng không? Dạ có đầy luôn. Có đầy luôn. Dạ. Đó, cho chồng nói trước đi. Nãy giờ nó căng thẳng đó. Con nói chứ làm gì có sự ấm ức nhẹ. Đúng rồi. Chắc ở nhà chắc tại vì cái phận cũng là chắc cũng là cũng dưới cơ này chủ đúng không? Đó dưới cơ cho nên ấm ức lắm. Bữa nay khui đi con. Đó. Có bao nhiêu tật xấu? Vợ con nó còn dữ không? Dạ, móc lại cái dữ của nó từ mười mấy năm trước á con. Dạ, đã từng đánh đàn chị thì ở nhà có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn dưới không? Đó. Dạ có. Trời, vợ con hung dữ lắm, nói tiếng trước tiếng sau là bụp con rồi. Ủa sao con luôn hả? Dạ, thêm một cái nữa là vợ con là nói chung là làm cái công việc này thì chết rất là nhiều. Có những ngày ế hay là này kia nữa là vợ chỉ ôm một mình thôi. Chỉ như tìm ra cái giải pháp
không có nói với con, không có tâm sự. Chừng nào mà tìm ra được rồi mới bay lại kêu anh vậy nè, em tính vậy nè. Nhưng mà, tự tính. Dạ, tự tính xong rồi xong mới lại nói với con là như vậy coi được hay không. Rồi con cũng không thèm nói chuyện luôn. Rồi quay ra hai đứa cãi nhau, mới nói câu trước câu sau bay lại bụp con rồi. Bụp luôn. Rồi có bụp lại không? Dạ không. Mà bụp đó là bụp nặng không? Hay là bụp yếu thôi? Thì nói chung là quýnh cũng vui, quýnh cho vui vậy đó. Là cái... vợ con như vậy là có một cái tật gọi là vũ nữ đó, đúng không? Người ta là vũ phu, còn vợ con là vũ nữ. Ôm, cái gì cũng ôm vô rồi tự suy nghĩ rồi tự tìm ra rồi mới xong rồi mới nói với con. Tự mệt, đúng không? Tự mệt, tự áp lực, tự cọc, tự nổi điên. Rồi tự đánh chồng luôn. Con kể coi cái lần mà nó đánh con mà mà con bất ngờ nhất là cái lần nào? Có cái lần đó là con nhân viên con nó làm sai á, con mới la nó. Cái bắt đầu tối lên phòng hai vợ chồng cãi nhau. Cãi qua cãi lại con đang nằm cái bay lại quất con vô đây nè, hai bê sườn nè. Đau luôn. Con chạy xuống con mét mẹ. Mẹ con hay mẹ? Mẹ, mẹ vợ, tại con ở nhà bên đây để làm, thuận tiện để làm á. Rồi mẹ vợ con sao? Binh con hay là binh vợ con? Con nói ông xuống, con nói mẹ giờ nó quýnh con đau quá, chắc mày đi chụp CT quá. Rồi mẹ sao? Mẹ nói, để mày đi chụp đi, đem cái tỏ thuốc gì đây. Mẹ trả tiền. Bây giờ mà không biết nói sao, tại vì mẹ quen rồi. Tối tao nghe đùng đùng là mẹ biết ở trên đó là làm gì trển rồi đó. Trời thương quá. Vậy là mẹ lúc nào cũng chuẩn bị một cái số vốn để cho nó đi chụp CT uống thuốc á. Ồ nhưng mà nè, bây giờ mới đánh hay là trước đây đã đánh rồi? Dạ mà bây giờ mới đánh. Hồi trước con có nhớ là cái ngày đám cưới á, con có bị ba đánh không? Dạ không. Không có đánh đúng không? Dạ không. Đó, bây giờ mới đánh. Dạ. Tức là từ 9 tháng đổ lại đây khi mà con đã trở thành chồng của người ta đúng không? Thì lúc đó con mới bị đánh đúng không con? Dạ. Đó, tội nghiệp ghê không? Hồi đó là lúc trước khi lấy con là ốm hay mập? Dạ, ốm, cũng ốm như Trang vậy đó. Đánh ghiếc mà dạ. Nhỏ lớn nổi. Rồi hai đứa có em bé chưa? À, dạ chưa. Tụi chưa con hả? Cũng đang để. À, là được quyền đánh nữa đó, nó đánh. Tới khi nào nó có em bé chắc hy vọng là nó ngừng á con. Tại vì mệt quá, không đánh nữa. Ủa mà đánh ngày nào cũng đánh luôn, đánh mà không có chừa ngày nào luôn hả con? Bữa nào nó cáo lên Tết đánh không? Tết lễ đánh. Tết nó có cử cho con 3 ngày Tết không? Tết nhất gì cũng vậy nè con. Tết nhất cũng như ngày thường. Trời ơi, có lúc nào mà con nổi cơn điên con đòi chia tay với nó không? Dạ có. Chia tay thì ai dạ, đó? Có, lúc mà mùng 4 Tết gom đồ luôn. Dạ đi lên xách 4-5 cái bọc bỏ đồ vô đòi đi về nhà mẹ. Tại sao? Dạ, tại con quýnh. Quýnh cái tổn thương dạ, quá rồi. Dạ. Đầu năm đầu tháng bị đánh. Dạ. Trời nó muốn khóc luôn kìa, nó xúc động kìa. Thiệt. Cũng như nhìn là... được đôi mắt xúc động dạ, á. Dạ con như là nhà của con á thì ở ngay thành phố. Thì khi mà con làm nó sẽ thuận tiện cho shipper nó đi vô nó lấy hàng. Còn nhà chồng con thì ở rìa vô chút xíu, chạy vô khoảng 10-12 cây nữa. Thì cho nên là tụi con quyết định là chọn cái nhà của con ở ngoài này để mà hai đứa làm cho thuận tiện. Đó, xong rồi bắt đầu hôm Tết đó là hai bên ba mẹ đi chơi hết trơn. Xong cái hai đứa ở nhà, cái con mới đòi đi Cần Thơ. Cái nó không chịu, chồng con không chịu. Chồng con nói giờ này nắng nôi đi bển làm gì, có gì đâu chơi mùng 4 Tết. Mà nguyên một năm làm là tụi con chỉ có thể nghỉ được mấy bữa Tết thôi. Chứ tụi con đâu có nghỉ được bữa nào. Là phải làm xuyên suốt. Cái xong cái bắt đầu cái con kêu hoài không đi mà nằm ôm điện thoại hoài. Cái bắt đầu con giận. Con giận lên bắt đầu là con quýnh. Con quýnh con nói hả lúc mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Ngày tháng mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Tới bây giờ là đối xử như vậy đó. Xong cái bắt đầu cũng cự lên. Là bắt đầu là con bay vô con quýnh liền, cự con là con quýnh. Con nói bây giờ đối xử như vậy ra không có ai ở nhà, bắt đầu ăn hiếp rồi này kia. Cái bắt đầu đùng 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 giận lên, nói con mày mày không phải là vợ tao, mày quýnh tao như là con không đẻ vậy, mày không phải vợ tao. Xong đi lên lấy 4-5 cái bọc bự bự vậy nè, mở tủ ra gom đồ, gom nón, gom giày vậy sách xuống. Cái nó nói bây giờ tao không ở với mày nữa, tao đi về nhà tao. Nó nói con vậy. Chồng con nói đi về nhà tao. Cái nói cái con nói vậy nếu mà mày đi về thì mày điện cha mẹ mày qua đi, tại vì bây giờ mình cưới hỏi có cha mẹ thì thôi bây giờ tao điện cha mẹ tao về. Cái bắt đầu tao không cần điện, tao tự giải quyết. Chồng con nói với con vậy đó. Tự về luôn. Dạ tao tự giải quyết. Nhưng mà trải nghiệp bây giờ chú hỏi nè, tại sao chú hỏi thiệt nha, tại sao con không phản kháng lại, tại sao con không coi như chống cự lại mà con đứng im để cho vợ đánh? Tại vì con thương nó quá. Thương quá. Dạ. Tại vì thương quá. Chứ cái cơn nó lên nó giọng một cái cách là coi như xong hàng rồi, đúng nhưng mà, không? Nhưng mà nhiều lúc á có nhân viên hay hoặc là có hàng xóm này đó rồi. Cái thân trai của mình á, con cảm thấy con bị tổn thương không? Nhân viên con thấy biết nó quen luôn rồi. Mỗi lần mà hai vợ chồng con mà cãi lộn là nhân viên con nó ra sao hết. Nó đi hết như nó không nghe, không biết gì hết. Quen rồi. Trời ơi, quen rồi. Nó còn cắt cược nữa đó cô Dân. Dạ nó gần sao nó cắt cược đó cô. Nó nói là bây giờ mày bắt ai? Thì nói giờ tao bắt chị Duyên, còn mấy đứa nói tao bắt anh Nghiệp.
cá cược luôn cô. Nhưng mà cô hỏi này, rồi sao, ngoài cái tật mà nóng tánh nó ra thì nó còn cái tật gì nữa không? Còn cái tật nữa, mỗi lần mà chat vô là con thấy vợ con cầm cái điện thoại lên, cầm điện thoại lên là con mệt rồi đó. Tại vì cầm, không cầm điện thoại lên là 5-7 ngày sau là shipper tới nó kiếm con không à. Sao vậy? Đặt đồ, mua đồ chị chết lên mua đồ dữ lắm. Ồ, oh, tức là bà xả stress bằng cách là bà mua đồ trên shop, mua đồ online à, đó em. Ồ, đỡ cơ. Một lần vậy là con trả hết nhiêu tiền? Cũng là cũng tùy, cũng nhiều lắm mà. Mỗi ngày là phải từ 5 tới 7 người lại giao một cục hẹn vậy cũng phải là bèo lắm, cũng phải 500-700. Tại sao bà không trả mà để con trả? Dạ, bởi vậy tiền con là làm xong lấy hết mà tới thanh toán là con phải trả tiền. Có tiền đâu trả? Tiền của con lấy ở trên mấy cái shop gì. Vợ nó stress đó em. Nó không cần biết, nó chỉ biết nó đặt đơn cho nó đã rồi nó bớt stress thôi. Ai trả tiền kệ. Nhưng mà sau khi nhận mấy cái đồ đó rồi, con thấy vợ con có thay đổi trạng thái không? Có còn stress không? Dạ không, nó nhận đồ, nó mua đồ là nó thích lắm. Vui. Vợ con mua đồ là vui, nhưng mà mỗi lần stress mà mua đồ rồi chở đi chơi cho nó giải tỏa, nó đi ra ngoài để giải tỏa vậy đó, là về sẽ bình thường lại. Cái cách mà giải stress của vợ con là con phải trả tiền. Dạ. Chứ vợ con trả tiền là nó stress nặng hơn, đúng không? Đó. Rồi là, bây giờ rồi. Tới còn cái nào nữa không? Dạ. Chắc hết rồi. Tạm hết hả dạ, con? À. Ừ. Vì trong hai cái đó con mong vợ con thay đổi cái gì cho thay đổi luôn đi em. Sẵn dạ. Chồng nó đang hứng thú. Dạ. Nói vợ con đề nghị vợ con thay đổi cái gì? Chắc là đề nghị vợ con là bớt giữ lại. Bớt đánh con lại là được. Bớt đánh con lại đúng không? Còn mua đồ cũng là tiền của vợ con, tại vì tiền về đó cũng lấy tiền cũng con đem ra con mua thôi. Cái kia kệ nó, đúng không? Kệ mua thì con cũng lấy tiền, nhưng mà ý là vậy nè. Con có nhắn với vợ con luôn, nếu mà em bớt đánh anh lại, chứ để đến lúc mà anh dằn không được á, quánh lại em một cái, lỡ em thương tích gì á thì là anh hối hận lắm đúng không? Dạ. Đó con nói với nó đi. Con nói với nó đi. Nói đi. Nhìn mặt con sợ. Thiệt. Nói đi, cơ hội đó. Thì giờ anh mong là mới mốt em mà có giận bớt đánh lại. Hay đừng đánh anh nữa. Dạ. Đó, đừng đánh anh nữa. Đúng rồi. Phải nói tiếp theo phần sau nó mới sợ. Nói đi. Dạ mà lỡ mà không mình đánh mà anh mà bữa nào mình có nóng lên thì anh không có kìm được là anh không biết cái hậu quả gì sao nữa nghe em. Thôi thôi, thấy chưa, đó nó phải nói vậy vợ nó mới sợ. Rồi đó, phần của chồng. Bây giờ tới con đó. Ổng có tật xấu gì không? Hay là thấy ổng hiền quá à? Dạ, thấy hiền khô rồi, gì đó. Chồng con hiền nhưng mà chú Thuận thấy vậy chứ cọc lắm. Cọc dạ, tính lắm. Nhân viên nhà của con á nha, sợ chồng hơn sợ con. Tuy là cái miệng con bếp xếp con vậy đó nhưng mà không sợ. Nhưng mà ha, làm mà thí dụ đơn từ nha, là chỉ cần ha, nó vô kiểm, chồng con vô kiểm đơn. Ví dụ như hôm nay in 1.000 đơn, nhưng mà sau khi giao shipper á, người ta báo cáo lại ví dụ như có 999 đơn đi, còn gớt một đơn kiếm không ra đi, nhân viên là mất, là bắt đầu là tới số nhân viên liền đó, là cọc đúng không? Dạ cọc liền đó. Dạ là bắt đầu ha, là ít nói lắm, nhưng mà đi xuống là bắt đầu nhìn một cái là nhân viên con là nó sợ liền đó. Bắt đầu hỏi là phải đi tìm không ra là trừ tiền, là sẽ trừ cái tiền đó vô tiền lương đó. Là nhân viên của con là cứ chạy theo, chị cứu em với, rất là cọc. Nhưng mà có một cái nữa là cô chú biết không, khi mà cọc á không có kìm được cái lời nói của mình á, nên nhiều khi là nói ra là tối lên phòng là con cự là con đánh lộn với nhau vụ đó. Nhiều khi tại mà nói là anh thuê nhân viên, mình bỏ tiền ra mình thuê, tụi nó cũng mới có 18-19 thôi, thí dụ như cái gì mình dạy nó chứ mình không được nặng lời. Thì chồng của con nhiều khi á là cọc á, cái bắt đầu nặng lời với nhân viên á. Nói nặng lời con không chịu, con nói mình cái gì mình từ từ mình dạy, mình không có nặng lời với nó, tại vì nhân viên mà mình phải dạy, mình phải từ từ, mình đào tạo từ từ chứ. Đó, xong bắt đầu cự lộn. Nói tóm lại là chồng con cọc. Dạ, con nhớ nghe. Dạ. Nó đã cọc với con cái lần mà nặng nề nhất á, là nó cọc cỡ nào? Cái lần mà nặng nề nhất luôn đó là hai đứa mà cự lộn đó, là đập đồ, là họ đợt đang cầm gì trên tay con không nhớ ta, cái cục gì hay là cái nắp điện thoại gì đó, mà bắt đầu là cự lộn, là con đánh là bắt đầu tức quá, bắt đầu hả là la là trời đất ơi, là bắt đầu cầm cái cục đó là giục xuống đất vậy đó nghe, rồi bắt đầu hả đứng dậm bịch vậy đó. Dạ chứ không có đụng gì tới con hết. Là chưa đụng đó phải không? Chưa đụng đó. Dạ chưa, không đụng gì tới con hết, là bắt đầu là hả làm đùng lên, mà cái mặt là nhìn thấy là tức xanh mặt mày hết trơn luôn đó. Là lúc đó là con thấy dữ nhất, thấy dữ quá thì thôi cái mình cũng ngồi im. Ê, nói gì nói làm gì ngồi, con cũng ngồi im nha, tại vì con biết trời ơi chiến này không được rồi. Mình là cương cọc lên nè. Là chết. Cọc coi như là thể hiện luôn. Dạ. Chứ không có kiềm chế. Dạ. Đúng không? Rồi. Dạ. Tại vì kiềm chế là em là nó mệt lắm á. Dạ. Là nó mệt lắm á nghe, lên dạ. Máu đó. Đó.
Rồi bây giờ còn cái tật gì nữa? Không, hỏi thì có bao giờ cọc với mẹ của mẹ vợ chưa? Dạ ở có. Trong nhà vậy có nhiều khi cọc với mẹ vợ chưa? Dạ có. Có cãi không? Dạ có cãi nhau. Dù gì kể nghe coi. Cái đợt con mới gần đây nhất thì con với mẹ vợ cũng có cãi nhau. Dù gì con? Buổi đó là nhớ là con lúc đó là con đi tắm. Buổi chiều đi tắm thì ở đây con đang tắm ở trong nhà tắm là con mới vô à. Ở ngoài đây nghe cha với mẹ là chạy là sạch thì nói này nó tắm lâu thì kia đang buổi chiều là mấy đứa nhân viên nó lại nó làm nó bán quán cho con nữa đó. Thì nó cũng vào nó tắm ở trong đó. Thì con mới vô mà cha mẹ không biết tưởng con vào lâu rồi nói này nó lâu lắm này. Rồi hồi con vừa ra con tức quá con đi ra. Mẹ con mới nói là đàn ông trai gì vô nhà tắm tắm lâu ngủ chổng luôn. Con mới nói là con mới vô mà chứ con hồi nãy giờ con chưa có tắm, con chưa gọi đầu luôn, con nghe mẹ nói con đi ra luôn nè. Cái con mới cũng bạo lên con nói là mấy mốt con không có tắm rửa gì nữa trơn á. Con ở dơ luôn. Cái mẹ mới nói là mẹ dơ kệ mày. Mẹ không tắm kệ mày chứ tao có gì đâu mà tao mày nói. Bắt đầu mẹ mới giận. Mẹ giận mẹ không nói chuyện với con mấy ngày. Vậy hả? Dạ. Đó là cái lần mà cặp với mẹ coi như là con có tắm đã vậy không tắm luôn. Không mẹ tắm. Nó ôi mày tắm cỡ không tắm cỡ chứ chuyện mày hôi hôi mày vợ mày hửi chứ bộ tao hửi ha. Vậy thôi đó cặp nhất với mẹ luôn đó. Giận bây giờ thì sao ngày á cô hai mẹ con giận mấy ngày bây giờ thì sao hết chưa? Dạ hết tại mẹ con tính vậy chứ tính con tự động làm quà hay sao? Dạ con xin lỗi mẹ con thì có nghĩa là chắc chắn con sẽ giận chồng con mấy ngày luôn. Dạ đúng rồi. Dễ gì không giận con đợi mẹ chồng con ra với cha chồng con ra con mét liền. Con chạy theo con mét liền. Rồi hả lúc mà cự lộn con nói vậy nè mẹ đừng làm con nóng nói chung nói với cái mẹ câu đó mẹ mới giận đúng rồi câu đó mẹ mới giận ông kể mà ông kể chưa hết ông kể chưa hết mẹ đừng có làm con nóng nha mẹ đừng có làm con nóng nha chính cái câu đó mà mẹ con nóng đúng rồi đó. Xong cái bắt đầu hai mẹ con hả không ai nói chuyện với ai luôn con bắt đầu con đợi mẹ con là tại vì á là mẹ chồng của con cha chồng con á là thường á là tối nào cũng ra hết trơn á ra dù cắt xài cắt cóc con làm bán bánh tráng trộn ché trộn đó rồi bào xài rồi lặt rau răm rồi là phụ đó cho nên đợi con đợi vừa ra tới là con mét liền. Dạ con chạy theo con mét liền xong rồi cái bắt đầu hả mẹ chồng con theo xin lỗi mẹ con nói là coi nó từ từ dạy vậy đó chị xui ơi này kia xong cái bắt đầu hả con mới nói là bây giờ á mẹ cứ vô mẹ xin lỗi mẹ tôi đi chứ mẹ không xin lỗi mẹ tao là tao không nói chuyện với mày luôn chứ sao mày nói mẹ tao vậy. Cái bắt đầu hả xong cái tới khoảng dọn dẹp quán trên khoảng 11 giờ cái con gình nha cái con thấy mẹ con đang lau nhà cái bắt đầu ổng đi thêm sao ổng chích tao đít vậy nè cái em đi tới cái em quay vô cái em đi ra cái em nói mày xin lỗi đi cái bắt đầu chạy lại khiều vô eo mẹ con đừng giận nữa nha. Dạ, xin lỗi vậy mẹ thôi đó, dạ xin lỗi mẹ vậy đó là mẹ, chồng con chỉ chồng con chỉ có một cái tật là cọc thôi hả? Dạ đúng rồi chỉ có một cái tật là cọc mà giống như không có kìm được mình á cô. Còn như... trong nhà việc được. Nhà thì sao có bừa bộn có bày hầy có ở dơ gì không? Dạ không tính chồng con thì kỹ lắm nhưng mà từ lúc mà về sống chung với con thì hết kỹ luôn rồi. Dạ. Thấy con giục đổ đó là chạy lại giục y chang vậy luôn. Dạ như vậy là khai luôn rồi đó. Bả còn cái tật bừa bộn nữa. Đúng không? Dạ. Ổng cũng con... bừa bộn luôn. Con mà để đây là cũng để theo y chang con vậy đó. Rồi con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Dạ tức là con muốn là chồng của con là bớt cái giống như khi mà mình nóng tính là mình phải kiểm soát được cái từ ngữ của mình chứ mà không phải mình nóng tính rồi mình có thể thốt ra được những cái từ tại khi mình nói xong rồi mình đâu có rút lại được đâu. Đúng rồi. Giống người nghe thì người ta đã nghe xong rồi mình không có rút lại được cho nên là cái tính đó nó phải dằn lại bớt mình nói gì mình phải suy nghĩ mới được chứ cô mình... hiểu rồi có nghĩa là cọc thì cọc nhưng mà cho dù con có bực mình mấy đi chăng nữa con phải chú ý cái từ ngữ của mình đó đúng không? Dạ. Mình xài nhiều khi những cái từ làm cho người ta bị tổn thương á là sau này là mình hối hận thì cũng đã lỡ rồi đúng không? Nói như mẹ đừng làm con nóng lên nha. Kiểu là mốt là né mấy cái chữ tương tự vậy. Kiểm soát lời nói vậy đó. Cặp này nó cũng ấy quá. Dễ thương quá. Nó dễ thương quá nó. Ô, trẻ quá, cũng đang công việc cũng đang thuận lợi nữa. Thôi thì bây giờ trước khi chia tay thôi em chúc đi thì chú Quốc Thượng cũng chúc cho hai vợ chồng con nha sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa mọi người sẽ bớt một chút ha bớt một chút rồi hiểu nhau hơn để mà còn có em bé nữa chứ chúc cho hai vợ chồng trong năm nay thôi hoặc là đầu năm sau sẽ có tin vui em bé sẽ đến với hai vợ chồng vui cửa vui nhà và làm ăn phát đạt nha. Dạ cảm ơn hai đứa. Bé Bánh á tên nhà là bé Bánh hoặc là bé Đơn á. Vậy ha chúc để chúng ta sẽ gặp lại nhau.